nhau chưa bao lần gặp lại, giờ gặp lại nhau cho tôi mấy trăm ngàn. Tôi nghĩ anh vui, tôi mời anh đi nhậu, nhậu rượu anh chê, anh đòi đi uống bia. Nhậu ở quán quen, anh kêu mồi chóng mặt, nào là ba ba cua đinh với tôm càng. Tôi nghĩ anh bao nên tôi ngồi tôi nhậu, nào ngờ nhậu xong anh bỏ lại mình tôi. Anh ơi, anh là nhà giàu, còn tôi thì nhà nghèo, tiền bạc đâu có bao nhiêu. Vậy mà tại sao anh lên xe anh giọt bỏ một mình tôi bơ vơ chết mẹ nhỏ dưới ghe rồi. Vậy là từ nay anh đừng qua tôi nhậu, bạn bè gì đâu anh chơi xấu quá trời. Ai cũng như anh phen này tôi đi ở đợ nè, bạn bè gì đâu chỉ thấy sợ mà thôi. À, kính thưa quý vị, ca khúc này nó cũng liên quan đến cái con Hoàng Kim Dung nha quý vị. Đó, ngày trước nó vô Sài Gòn, nó ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Đó, nó cũng đi họp mặt anh em chính nghĩa, nó rủ đi nhậu tá lạ. Đó, nó giới thiệu nó tổng giám đốc mấy công ty. Đó, cử nhậu nó không có tiền trả. Trời ơi, tôi còn nhớ hoài. Ai cũng như em, phen này tôi đi ở đợ nè, bạn bè gì đâu, chỉ thấy sợ mà thôi. Nhức răng sau nhai kẹo dừa bùm bùm đó. Rồi, như tôi đã hứa hồi trưa là tôi nói là nguyên cái clip này là tôi sẽ dành cho diễn giả Hoàng Kim Dung. Rồi, bà con có nhớ cái ngày mà nó vô nó ủng hộ chị Hằng rồi các kiểu trên Đại Nam không? Đó, lên sân khấu la làng la xóm, đó, nó làm ghê lắm, làm thấy ghê lắm. Xong ra rủ mọi người đi ăn đi uống các kiểu mà nó tới giờ tính tiền lạnh. Ê, đó bà con thấy chưa? Tôi nghi rồi đó, tôi nghe cái mùi nó tanh rồi. Và bây giờ tôi cũng thông tin trên mạng thì tôi cũng mới tìm hiểu thêm. Công an người ta tìm nó cũng nhiều rồi quý vị. Đó, con này nó lừa đảo đa cấp dạy làm giàu nữa quý vị. Ghê lắm. Dạy làm giàu, có những khóa học dạy làm giàu. Đó, dạy làm giàu mà trong khi mình chưa giàu mà mình đi dạy người khác làm giàu ha. À, rồi để tôi mổ xẻ cái vấn đề này vui lắm. Trước khi mổ xẻ xin phép bà con 30 giây nha. Tôi quảng cáo cái nano linh chi đỏ này một cái nha. Đây, cái sản phẩm nano linh chi đỏ đây. Đây, cái này là một sản phẩm tốt nhất của Nhật Bản dành cho các cô chú anh chị mình bị những cái hội chứng là hậu Covid nha. Hậu Covid đó, đó, cơ thể suy nhược nè, cơ bắp sinh lý rồi các kiểu nó bị giảm sút nè. Thì cái sản phẩm là viên uống nano linh chi đỏ này nó cải thiện 100% các cái vấn đề chỉ số của cơ thể nha. Đó, cũng như là tăng cường cơ bắp, tăng cường sinh lý, hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng mình ăn vào ha. Ăn ngon ngủ sâu, kích thích hệ tiêu hóa các kiểu nha, bồi bổ cơ thể cực kỳ hiệu quả. Rồi, nano linh chi đỏ một hộp này 300 viên em bán 3,5 triệu nha. 300 viên bán 3,5 triệu cực kỳ hiệu quả là dành cho các cô chú anh chị nào mà gọi là bị hậu Covid, cơ thể nó suy nhược các kiểu nha. Rồi, 3,5 triệu một hộp 300 viên, ok, nano linh chi đỏ. Còn rất nhiều sản phẩm trong cái Zalo này, các anh chị có thể truy cập vào Zalo này để tham khảo nha. Rồi, tất cả là hàng Nhật nha, 100% made in Japan. Rồi, tất cả là hàng Nhật, chất lượng Nhật. Rồi, bây giờ quay trở lại vấn đề của con Hoàng Kim Dung. À, kính thưa quý vị, ngày hôm qua thì nó bị quýnh tè le bên nhà của Hằng Ni nha. Đó, bị quýnh tè le bên đó, xong rồi bị hốt lên phường. Hốt lên phường nó ghi tường trình đủ các kiểu. Rồi người ta giam giữ tới sáng luôn, ngàn nhốt lại không cho về nha quý vị. Đó, cái thứ nhất thì nó bị Covid hai vạch. Nó mới vừa bị Covid không lại vô, không biết là có sự cấu kết của con Hằng Ni hay không. Đó, Hằng Ni kêu nó vô có thể là để cho là không ai dám tới gần.
đó, cũng như là bùa hộ mệnh. Tụi nó liên kết với nhau các kiểu, đó, nó dẫn thêm con nó vô nó làm, nó quậy sầm. Mục đích của con này thì quý vị biết rồi, nó cố gắng nó quậy lên như là một cái nồi cháo heo, nó quậy lên để tạo sự chú ý và tạo được sự tương tác ở trên mạng xã hội để gì, nó bán hàng. Chứ con này cũng chả tốt lành gì. Đó, con này cũng làm tất cả mọi việc là nó bán hàng online trên mạng thôi. À, và đặc biệt là gì? Cái con này nè, nó đi lừa đảo rất là nhiều rồi quý vị. Đó, công an người ta đã có hồ sơ củng cố các kiểu rồi nha. À, bà con có biết ở trên mạng có cái ông đầu trọc gì đó không? Đó, cái ông đầu trọc này nó cũng dạy làm giàu đó, dạy làm giàu mà bây giờ ông giàu thiệt quý vị, ông giàu thiệt. Có nghe trước đó là hắn nghèo như cá kèo, hắn nghèo như cá kèo đó, hắn chạy xe quay tàn các kiểu, nhưng mà hắn dạy làm giàu đó. Nó bao nhiêu khóa học là cái đóng tiền vô dạy làm giàu, cuối cùng giàu đâu không thấy, thấy làm cho nó giàu. À, và con Hoàng Kim Dung này cũng vậy quý vị, dạy làm giàu mà mình chưa giàu, nó mà đi dạy người ta làm giàu. Nhưng mà đặc biệt có những cái người mà người ta ngu, người ta nhẹ dạ cả tin, người ta lại đóng tiền vào đó, người ta học dạy làm giàu, cuối cùng làm cho cái người dạy làm giàu đó người ta giàu lên ha. Người học làm giàu thì giàu đó không thấy, mà thấy nghèo như cá kèo. Thì con Hoàng Kim Dung này kính thưa quý vị, thì nó bán buôn được các kiểu, mấy hôm nay thì nó cũng bị bom hàng rồi các kiểu, rồi nó bị người ta này này nọ các kiểu, rồi hù dọa các kiểu đó. Nói chung là do cái bản chất nó quá xấu xa, người ta khán giả người ta nhận ra, người ta không ủng hộ nữa thôi ha. Và đợt này nó dính vào cái drama bà Nguyễn Phương Hằng là tự động nó la liếm vào đó, như cái đợt nó lên găng tay đồ những nhà máy, nó cũng xông pha vào lên, nó chụp hình chụp ảnh để gì, nó loè thiên hạ đó quý vị. Bà con nhớ cái đợt khai trương nhà máy găng tay không đó, nó lên nó thử găng tay gì rồi rách găng tay rồi các kiểu đó, rồi nó cũng bay lên sân khấu mà ai mời ai mượn nó đâu, ai hợp tác với nó đâu, nó lao lên nó chụp ảnh hình người này chụp hình người kia để gì, nó loè thiên hạ để mà nó làm nó bung nó bán thôi đó. Và nó bán hàng hóa rồi trên mạng đó các kiểu, rồi bây giờ nói chung người ta ghét rồi, người ta thấy được cái bản chất xấu xa của nó rồi đó. Và hôm trước tôi có nghe một thông tin là nó thuê cái mặt bằng của ai đó, nó thuê cái mặt bằng của ai đó nha, nó thuê mặt bằng của ai đó, và người ta cho thuê xong người ta nhận ra là nó là người thuê là Hoàng Kim Dung, thì bắt đầu người ta đá đổ đó, người ta không cho thuê, người ta trả mặt bằng thôi cho con này là không ổn đó. Người ta đã ở ngoài, ngay cả ngoài Hà Nội người ta cũng từ nó luôn rồi quý vị đó. Thì tôi có một cái bài phóng sự này đó, xin mời tất cả quý vị chúng ta xem qua về cái tiểu sử Hoàng Kim Dung nha, xin mời tất cả quý vị đón xem. Thưa quý vị và các bạn, hiện trên mạng xã hội đang nổi lên một diễn giả được ca ngợi là doanh nhân thành đạt, nữ hoàng đầu tư có tên là Hoàng Thị Kim Dung, sở hữu công ty trị giá lên đến 50 triệu đô la Mỹ. Bà này là người chuyên tổ chức các buổi thuyết trình bí mật thành công trên đỉnh từ bất động sản do chính bà làm diễn giả. Vậy sự thật Hoàng Kim Dung là ai? Tài năng và khối tài sản của bà này có đúng như lời giới thiệu mà người ta đồn đoán hay không? Hay đây chỉ là lời khoe vúng lên để lòe thiên hạ? Hoàng Kim Dung là ai? Theo trang Facebook cá nhân có tên Hoàng Kim Dung, người phụ nữ này tự giới thiệu Hoàng Kim Dung, nữ hoàng đầu tư và hiện đang nắm giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần đầu tư phát triển Hoàng Dung, giám đốc đầu tư liên minh bất động sản VIP Land. Với chức danh này, bà Hoàng Kim Dung thường xuyên tổ chức những buổi thuyết trình mang tên công thức thành công tuyệt đỉnh từ bất động sản và đang nổi như cuộn gặp gió trên các trang mạng diễn đàn vừa qua. Cũng chính từ chức danh nữ hoàng đầu tư Hoàng Kim Dung hay chuyên gia số 1 Việt Nam về thu nhập thụ động trong bất động sản và là bậc thầy về đàm phán, nên những lời chia sẻ của nữ doanh nhân này đến với các trang diễn đàn được nhiều người hâm mộ. Theo thông tin trên báo Thương gia Online, trong các thuyết trình mà bà Dung đang sở hữu 5 công ty trị giá 50 triệu đô la Mỹ về các lĩnh vực đầu tư bất động sản, vận tải, thực phẩm, xây dựng, đào tạo là chủ sở hữu của hơn 100 tòa nhà cho thuê tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Nha Trang. Đồng thời bà cũng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư phát triển Hoàng Dung, giám đốc đầu tư liên minh bất động sản VIP Land. Tuy nhiên khi truy cập vào cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội, cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để tra cứu thông tin doanh nghiệp thì không được ra kết quả nào của hai doanh nghiệp này. Bên cạnh đó thông tin về ba công ty còn lại cũng không rõ ràng. Bà Hoàng Kim Dung đã từng khẳng định trên trang Facebook cá nhân cũng như các diễn đàn mạng rằng bà không hề kinh doanh đa cấp. Tuy nhiên, cách mà bà Dung đã khoe nhà, khoe tài sản đến hàng triệu đô la Mỹ để kêu gọi học viên tham gia các lớp học làm giàu thì không khác gì với một buổi thuyết trình lôi kéo những người tham gia vào kinh doanh đa cấp đang phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Trên báo Vietnamnet từng đăng một bài viết của anh Trung Đỗ, người từng tham gia khóa học về bất động sản của bà Hoàng Kim Dung. Theo đó, anh Trung Đỗ chia sẻ làm bất động sản hơn 5 năm, có nhiều trải nghiệm trong nghề, nhưng gần đây thấy trên Facebook tràn ngập quảng cáo các khóa học làm giàu kiếm triệu đô la từ bất động sản. Tôi cũng khá tò mò, muốn đi thử nghe xem sao. Lần đầu đi nghe, tôi đã lân la làm quen, hỏi chuyện những người xung quanh. Thì ra họ là những người sinh viên, những người chưa có việc làm, những người đang muốn chuyển từ nghề này sang nghề bất động sản vì nghe kiếm tiền quá dễ. Có một sự thật tham vọng không hề nhẹ của nhân vật diễn giả chém gió, khoe nhà, khoe xe chẳng khác gì một chiêu trò của dân đa cấp.
Chia sẻ trên báo Thương Gia Online, anh Hoàng cũng cho biết khi đến đây mới thất vọng, chẳng có thông tin gì về bất động sản hay ho gì mà chỉ là lời khoe mẽ để gửi thông điệp. Cũng theo anh Hoàng, có rất nhiều chim mồi tham gia vào buổi chia sẻ này, hoặc thậm chí đã bình luận trên mạng xã hội để tạo ấn tượng và thu hút đám đông. Họ ngồi xen giữa những người đã được mời đến để hoạt náo, vỗ tay tung hô diễn giả, y hệt không khí của một công ty đa cấp. Rồi, đó là những cái tổng quan cơ bản về cái lai lịch nhân thân của cái cô nàng Hoàng Kim Dung này nha. Lúc nào đi đâu cũng vỗ ngực xưng tên mình là giám đốc này, giám đốc nọ. Mà giám đốc là gì? Giám đốc là ngồi nói dốc trước nguyên đám, gọi là giám đốc đó quý vị. Không có cái gì trơn trọi, không có cái gì trơn trọi luôn quý vị. Không có tiền, có bạc gì đâu. Thấy chỗ nào đông đông thì cứ xông vào đó, la liếm để mà tạo sự chú ý bán hàng các kiểu đó, và đi lừa gạt người khác. Thì như chúng ta đã biết thì con này thì thôi hết, không còn có dùng cái từ nào để nói nữa quý vị. Ngày hôm qua tự nhiên đi lên cái sáng sớm lên cho nhà hàng đi cái live stream chửi bới các kiểu, thách thức các kiểu, rồi khi cái bắt đầu người dân người ta tới cái thấy thách thức người ta lao vô người ta quýnh, bắt đầu la làng tại sao quýnh tôi, tại sao lại hành động đối với tôi, tại sao lại cải cứu tôi đi, rồi các kiểu là tại con Nguyễn Phương Hằng, rồi các kiểu mày ở nhà mắc mới vậy, ai mượn ai xua khiến, tự nhiên đang ở Hà Nội phóng vô làm chi, như từ tại chạy tới đó rồi thách thức người ta, rồi bị đánh, rồi cuối cùng là kêu là tại người này tại người kia. Có phải là cũng tất cả sự do mình sắp xếp do mình không, do nó muốn vậy đó quý vị, đó nó muốn đó, nó muốn điều đó, có nghĩa là gì, tất cả những cái vấn đề bị đánh này hoặc là hành hung các kiểu thì nằm trong sự tính toán của nó, đôi lúc nó muốn bị như vậy đó quý vị. Đó, như hôm qua bà con thấy lướt TikTok YouTube đâu đâu cũng thấy Hoàng Kim Dung không, đó nó muốn tạo sự chú ý đó quý vị, con này chả cái tốt cái lành gì đâu ha. Rồi lên trình báo là bị đánh này đánh kia, rồi bị mất iPhone 13, rồi mất cái này mất cái nọ, giống y chang như con Đinh Lan vậy đó. Cứ mỗi lần bị đánh ai cái là khai là tôi bị mất iPhone, tôi bị mất mấy chục triệu, mấy chục tỷ, tôi mất dây chuyền, mất các kiểu đó, giống như cái kiểu nồi đất đổi nồi đồng đó quý vị. À, nói chung là một cái sự tráo trở, một cái sự mà nó trơ trẽn luôn quý vị. Quý vị nhìn cái mặt con này bà con thấy không, nhìn cái mặt nó bà con thấy có tin từ không? Riêng tôi nhìn là không có hậu, nhìn cái mặt nó điếm điếm, cái mặt nó gian gian, nó gian xảo, và đặc biệt là cái mỏ mà môi mỏng luôn rồi đó. Cái lưỡi không xương mà nhiều đường lắc léo, mà cái môi không dành, nó uốn éo tứ tung đó. Cái môi mỏng, cái môi con này thôi thua. Nói chung là bà con nào mà hợp tác làm ăn hay này nọ, con này né ra giùm ha, né ra giùm, chả có gọi là tương lai đâu, không có thực tình đâu, toàn là lừa lọc quý vị. Nó y như cái tụi này là như con Đinh Lan, là cũng một ruột với nhau hết à, y cái hội của tụi nó, bà con thấy không, Thanh Trần đó, Diệp Già, ôi trời, toàn là những gương mặt mà tôi nói thiệt ê chề, Đinh Lan, Diệp Già, Thanh Trần, rồi Hằng Ni, rồi Hoàng Kim Dung, chả đâu vào đâu, lúc nào cũng đi vỗ ngực xưng tên đòi là thách đấu đồ các kiểu với bà Nguyễn Phương Hằng. Tôi nói thiệt, bà Nguyễn Phương Hằng tính ra là bả là giống như là bả vì cái đại cuộc, bả vì cái sĩ diện của bả, bả vì cái uy tín của bả, bả mới chiến đấu với cái tụi này. Ví dụ như nó phá hủy Hằng Hữu, bả điên quá bả mới nhảy lên, bả nhảy là bả chửi tụi nó. Chứ thực ra mà nếu mà đúng cái đẳng cấp thì cái tụi này nó không đáng xách giày cho bà Hằng nữa, không đáng xách dép luôn. Tụi này làm gì có quyền thách đấu, tụi này làm gì có quyền mà nói tới nói lui với bà Hằng, mà để bà Hằng bà phải đi tìm nó này nó kia, đúng không quý vị? Tụi này làm gì được cái vé mà bước vào cái nhà của bà Hằng, hoặc là để mà cái đôi dép trước cổng của bà Hằng, đúng không? Tụi bà dơ, nó quá dơ giấy mà. Tụi này nó là không, nó chợ chùm hổm chứ không được chợ thường. Nó chợ mà nó dơ, nó bày hay. Đứa nào đứa nấy thì thôi cũng quá trời. Nhưng mà cuối cùng tôi thấy bà Hằng bảo bà dính vào cái drama này thì bây giờ bắt buộc bà cũng bị cuốn vào, cho nên cái tụi này nó nghĩ là nó cao sang lắm, nó nghĩ là nó ngang tầm với bà Hằng. Thua, không có đẳng, làm gì có, không tới đâu đó. Mà bây giờ mấy ngày hôm nay cũng liên tục lên mạng chửi nữa đó, như con Hoàng Kim Dung nè quý vị, nó lên mạng nó lên clip nào thì ở dưới comment toàn chửi, bình luận ở dưới toàn chửi, và thậm chí những cái lời của nó nói ra ở dưới người ta cái tự vả vào mặt nó. À, thua ha. Đó, lý lịch thì bất hảo, cho nên là tất cả quý vị chúng ta nghe là gì, nghe một phần mà cảm nhận một phần ha. Đó, những cái con này nó nói thôi, cứ nghe cho vui thôi chứ cũng đừng nghe ha.
đó, như bà hàng bà nói bà tới là bà tới ha, tới đứng ngay cửa hàng Ni luôn đó. Hàng Ni thì cũng mạnh miệng tuyên bố là tôi sẽ mở nhạc, mời uống sâm banh các kiểu, đóng cửa kín mít có dám đâu, đúng không? Rồi thôi, nó nhắc cái tụi này tôi mệt quá, tôi rất là mệt luôn. Rồi cuối clip thì tôi cũng có một cái video cũng khá thú vị, xin mời tất cả các bạn chúng ta xem qua. Rồi như thường lệ cuối video thì Sơn Sàm cũng xin giới thiệu một số sản phẩm của Sơn Sàm ở trong cái Zalo này cho tất cả quý vị chúng ta cùng tham khảo nha. Trong cái Zalo này rất là nhiều sản phẩm của Nhật Bản uy tín chất lượng, hàng Nhật chất lượng Nhật 100% made in Japan. Đó, đây là hàng của em, kênh YouTube của em chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, không quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho ai hết nha quý vị. Rồi thì ở trong này nó có rất là nhiều sản phẩm của Nhật Bản, tuy nhiên mỗi video clip thì Sơn Sàm giới thiệu 2-3 sản phẩm lên đây cho cả nhà mình dễ dàng tham khảo nha. Rồi đầu tiên em xin giới thiệu cái viên uống viêm xoang, đây cái thuốc viêm xoang này là Chikunai 224 viên một hộp. Đó, các anh chị nào bị những cái bệnh xoang lâu năm này, xoang sàn, xoang mãn tính nha, xoang mà lâu năm không hết nha, riêng cái sản phẩm viêm xoang này là em bán tự tin nhất. Đó, tất cả những ai mà dùng qua đều khỏi nha quý vị. Đó, một liệu trình 3 hộp là dứt điểm nha quý vị. Rồi, thì cái này 224 viên uống được 1 tháng nha, một liệu trình 3 hộp cực kỳ hiệu quả. Viêm xoang Chikunai em bán 1.750.000 một hộp. Rồi, tiếp theo là cái dạ dày cô qua. Đó, dạ dày cô qua nha. Các anh chị nào đó bị là trào ngược dạ dày nè, ở nóng, ở chua, đầy hơi thở có mùi, ăn không tiêu, viêm loét dạ dày các kiểu, thì đây 100% từ lá tía tô nha quý vị, hỗ trợ rất là tốt về dạ dày nha. Đó, rất là đỡ luôn. Hộp này 300 viên, đó mỗi ngày mình uống 6 viên, đó chia làm 3 lần mình uống với nước ấm á, mình uống trước khi ăn khoảng 30 phút, cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi, em bán 750.000 một hộp dạ dày cô qua. Rồi, tiếp theo là gì? Cái miếng dán thải độc chưng. Đó, cái này thì hồi xưa bán chạy lắm nhưng mà thời gian gần đây không có hàng mới nhập về nha quý vị. Rồi, cái miếng dán thải độc chưng là gì? Đó, khi cơ thể chúng ta cảm thấy uể oải mệt mỏi là nó có độc tố trong người nha. Nó có độc tố trong người thì đây, trước khi đi ngủ á, mình ngâm chân mình ở trong cái nước ấm khoảng 10 phút, mình lau cái bàn chân khô đi. Một hộp này nó có 36 miếng ở trong này ha. Đó, 36 miếng. Thì bắt đầu mình lấy hai cái miếng mà nó có tẩm dược liệu trong đó, chúng ta đắp vào hai cái lòng bàn chân. Rồi sau đó chúng ta lấy hai cái băng dính trong này nữa, chúng ta dán lại ở trong cái lòng bàn chân. Rồi để mà nó ok là mình mang thêm đôi vớ vào để khi mình ngủ nó không bị tụt ra. Mình ngủ tới sáng mình lột cái miếng dán ra nó đen thui. Đó, độc tố ở trong cái bàn chân nó hút ra. Và khi sáng mình ngủ dậy thì cơ thể mình tâm hồn mình, cái tinh thần mình nó sảng khoái, người mình nó nhẹ nhàng. Đó, dùng một hộp, hai hộp, ba hộp, dùng đến khi nào mà mình gỡ cái miếng dán ra mà nó không còn màu đen nữa, nó hút hết độc tố thì mình ngưng ha. Cực kỳ hiệu quả cái miếng dán thải độc nha, miếng dán chân thải độc 950.000 một hộp, 36 miếng, 950.000 nha quý vị. Rồi, tiếp theo là một cái sản phẩm viên uống đau vai gáy EX Plus. Đây, cái này là cực kỳ hiệu quả dành cho các cô chú anh chị nào bị đau vai gáy nha. Đó, sáng ngủ dậy mà cái vai gáy mình nó cứng, nó nắc mà nó đau dở cái tay, nhìn qua bên đây không được, nhìn qua bên đây không được nè, đau vai gáy nha. Đó, 270 viên viên uống đau vai gáy EX Plus nha, cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi em bán 1.950.000 nha, 1.950.000 một 270 viên viên uống đau vai gáy. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu cái sản phẩm DHA EPA SQ. Đây là một cái loại hoạt huyết dưỡng não, đó, bổ não nha, dành cho người lớn và trẻ em. Người lớn và trẻ em đều dùng được, phát triển não bộ nè, tăng cường oxy lên não nè. Đó, và đặc biệt là gì? Bổ não, tăng cường trí nhớ nè. Đó, ngủ ngon, ngủ sâu nè. Đó, nó cải thiện tất cả vấn đề về thần kinh nè. Đó, rối loạn tiền đình các kiểu nha. Bổ não cực kỳ hiệu quả. Rồi cái DHA này 300 viên, rồi em bán 330 viên, rồi em bán 3.500.000 luôn. 3.500.000 luôn nha. Cực kỳ hiệu quả. Đây là cái hoạt huyết dưỡng não DHA dành cho người lớn và trẻ em đều dùng được, phát triển não bộ và bổ não cực kỳ tốt ha. Rồi, còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này. Đó, các anh chị cứ vào tham khảo nha. Các anh chị ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber. Đó, còn các anh chị trong nước thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại. Các cô chú anh chị dưới quê thì mình có thể gọi điện trực tiếp cái số này gặp Sơn Sàm, đặt hàng rồi cho địa chỉ và số điện thoại, Sơn Sàm ship hàng gì tới nơi, nhận hàng rồi kiểm tra hàng xong rồi thanh toán cho shipper ha. Đây là hàng của em, kênh YouTube của em không bao giờ bán hàng tầm bậy. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 ha. Đó, đây là hàng của em, kênh của em không bao giờ bán đồ tầm bậy, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Các anh chị cứ yên tâm, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi chúc tất cả quý vị sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Hẹn gặp lại trong video sau, chào tạm biệt.